Hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là cuối tuần Thì trước hết thường muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ đó Hôm nay là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ ngày 12 tây tháng 2 Bây giờ là khoảng chừng là 6 giờ tối Thường vừa bên ngoài về nhưng mà thường cũng muốn tranh thủ chia sẻ một số những thông tin với các bạn Hôm nay đã là ngày Chủ nhật ngày 13 tây tháng 2 rồi Và đọc những cái comment đó bình thường là cuối tuần thường rất ít làm video Nhưng mà hôm nay thường uh, sẽ làm một video để mà chia sẻ những gì đang xảy ra với các bạn Tại vì đọc những comment đó thường cảm thấy là nhiều bạn cũng rất là lo lắng hiện bây giờ Liên quan tới những cái vấn đề là có phải chúng ta sắp sự chứng kiến một cái cuộc chiến tranh xảy ra hay là không liên quan đến ukraine và nước nga và sẽ ảnh hưởng như thế nào hay là chúng ta nói tới vấn đề là có phải fed sẽ mở cái cuộc họp khẩn cấp ngày thứ hai có nghĩa là còn hai ngày nữa là chúng ta sẽ thấy cái cuộc họp khẩn cấp của fed điều này có nghĩa là sao tốt hay là xấu như mà chúng ta nên biết thật ra ở thời điểm hiện bây giờ đó không có ai biết chuyện gì là xảy ra đâu các bạn chúng ta chỉ có thể là nhìn vào những cái thông tin và thuận hôm nay đã muốn tóm tắt lại những thông tin cũng như là chia sẻ những gì mà mới nhất mà thuận hiểu với các bạn để các bạn nắm thêm những tài liệu cần thiết thì trước hết chúng ta nhìn trên màn hình đó, đây là cái chỉ số tham lam và sợ hãi thì các bạn đã thấy là cái chỉ số này ở mức là 44 có nghĩa là sợ hãi thì cái vấn đề đây đó là chúng ta thấy được là cách đây uh, 2 ngày thì giá BTC tiếp tục hồi phục lên tới cái mức là gần như 46.000 nhưng mà sau đó thì lại đẩy ngược trở xuống và đã một thời gian dài các bạn thấy được là bên dưới này đó chính là cái uh, biểu đồ tham lam và sợ hãi thì chúng ta được là một thời gian dài chúng ta nằm ở trong cái vùng gọi là sợ hãi cuối cùng thì uh, ngày 9 tây tháng 2 chúng ta đã trở uh, ra khỏi cái vùng sợ hãi và đi vào cái vùng neutral nghĩa là bình thường nhưng mà hai ngày mới đây đó thì chúng ta được là một lần nữa đã trở về cái vùng sợ hãi ở mức là 44 tuy là không phải cực kỳ sợ hãi nhưng mà chúng ta cũng đã đi ngược trở về tiếp tục nằm trong cái vùng sợ hãi một lần nữa thì chúng ta nhìn chung về phương diện giá cả đó thì các bạn thấy được là cách đây hai ngày giá của BTC Đạt được cái mức là gần như là 46 000 Sau đó thì như thế nào? Sau đó thì giá BTC lại tiếp tục bị đẩy ngược trở xuống. Và chúng ta nói BTC nó riêng nhưng mà cả thị trường crypto đó cái xu hướng cũng là như vậy mà thôi. Và đẩy xuống cái mức thấp nhất, có nghĩa là cách đây khoảng chừng là 4 tiếng năm hồ đó. Chính là cái mức khoảng chừng 41.700. Bây giờ chúng ta đã thấy là giá đã trở lại mức là 42.261. Và thực ra cái mức 42.000 này lên thì cũng tương tự như là cái mức thời điểm này ngày hôm qua nghĩa là trong vòng 24 giờ qua đã chủ yếu là đi hàng ngang và có một số những thông tin mới thường sẽ chia sẻ với các bạn tại vì hôm qua thường không có làm video nhưng mà thường sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay nhìn chung thị trường á, thì chúng ta thấy được là có nhiều màu đỏ xuất hiện Tuy là không có đỏ lắm các bạn thấy là màu đỏ nhạt mà thôi Nghĩa là xuống nhưng mà không có xuống nhiều lắm trong vòng 24 giờ vừa qua Một số màu xanh các bạn thấy được XRP cũng tăng à, Elgo, à, Luna, một số những màu xanh xuất hiện nhưng mà chúng ta nhìn vào những đồng lớn đi Khi mà thùng refresh cái trang CoinGecko thì các bạn thấy được là BTC ở cái mức là 42.200 thì coi như giống như ngày hôm qua chỉ xuống có 0.5% mà thôi à, Ethereum thì xuống 1.2% các bạn thấy được chúng ta nhìn vào BNB thì đi hàng ngang À, XRP thì tăng 5.3%, Cardano thì xuống 2%, Solana thì cũng vậy, Terra Luna thì tăng 4,1%, 1 Polkadot thì coi như cũng đi hàng ngang xuống 1% ngày hôm nay, Avalanche xuống 3,2% và chúng ta thấy được là Dogecoin thì xuống 1.1%. Thì chuyện gì đang xảy ra vậy thì các bạn đã thấy được đó là ngày thứ sáu thì đột ngột là nhà trắng Hoa Kỳ đã đưa ra một cái cảnh báo chúng ta có nói về cái sự kiện liên quan tới uh, nga và ukraine uh, cũng đã một thời gian rồi cách đây 2-3 tuần đó, khi mà cái sự kiện này nó nằm ở phần dưới của những cái tin tức đó lúc đó thì chúng ta nhìn vào những trang liên quan tới tài chính như là cnbc thì các bạn thấy là cái tin liên quan tới ukraine và nước nga đó thì nằm ở bên dưới này nhưng mà thường đã chia sẻ với các bạn là chúng ta cũng nên chú tâm đến tại vì đây sẽ là một cái thông tin mà nó sẽ càng ngày càng lớn lên và đột ngột đó thì chúng ta cũng đã biết là vấn đề liên quan tới nga để một số binh ở cái biên giới giữa Nga và Ukraine theo thông biết là khoảng chừng là hơn 100.000 binh gì đó. Nhưng mà đột ngột thì Nhà Trắng ngày thứ sáu đó sau khi mà chúng ta thấy là thị trường chứng khoán là màu xanh nhưng mà đột ngột tin tức này được đưa ra nói là Nhà Trắng cảnh báo nước Nga có thể xâm lược nước Ukraine và sẽ làm điều này trong cái lúc mà Thế vận hội đang diễn ra ở nước Trung Quốc hiện bây giờ Cho nên kêu gọi tất cả những người Mỹ đó là rời đi ngay lập tức Thì phần lớn người Mỹ ở nước Ukraine đó là những người làm chính trị hay là những binh sĩ đang nằm ở Ukraine hiện bây giờ Thì cái lời kêu gọi này đó thật ra mà nói là phần lớn là dành cho những người đó mà thôi Nhưng mà cũng làm cho nhiều người bất ngờ Và Nhà Trắng nói là đương nhiên không ai có thể biết được tương lai Nhưng mà Nhà Trắng ở Hoa Kỳ đó thì có thông tin tình báo và có lòng tin là khả năng cao Nga sẽ tấn công nước Ukraine và sẽ có thể là trong vòng vài ngày tới đây mà thôi chứ không phải là lâu lắm. Điều này đương nhiên là làm cho nhiều người có cái sự lo sợ tại vì các bạn thấy được là mỗi lần mà chúng ta thấy những cái thông tin liên quan đến chính trị bất ổn đó thì sẽ dẫn đến cấm vận kinh tế, sẽ dẫn đến là lưu thông hàng hóa nó khó khăn hơn, có thể dẫn đến là đánh thuế quan lẫn nhau và những nước đồng minh nó sẽ hợp nhau để mà làm những điều đó cho nên điều này làm cho nhiều đầu tư có cái sự lo lắng và cuối cùng chúng ta thấy được là kết thúc ngày thứ sáu đó thì những chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ là màu đỏ chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Jones là xuống 1,3% chỉ số S&P 500 là xuống 1,9% và chỉ số Nasdaq nó xuống 2,78% và đương nhiên đó, là bây giờ là cuối tuần cho nên không có pre-market tại vì thì chứng khoán nó cuối tuần không mở cửa nhưng mà chúng ta thấy là đáng tiếc là crypto đó cũng đi xuống cùng một nhịp với lại thị trường chứng khoán trong vòng mấy ngày qua Nhất là từ thứ sáu tới bây giờ Thì một trong những cái thị trường mà tăng trưởng đó đó chính là chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đi Thì hợp đồng của oil đó dầu đã tăng lên 4.47% và vàng cũng có cái sự tăng trưởng à, tăng 1.26% Ở mức là 1.860 cho một ounce vàng dựa theo hợp đồng của vàng hiện bây giờ thì chúng ta thấy đó là cái tình hình này là tình hình liên quan tới nước Nga và Ukraine. Channel đây là không phải là một channel mà chuyên về chính trị cho nên tôi sẽ không có đi sâu về những gì đang xảy ra về cái phương diện chính trị. Tôi sẽ tóm tắt lại để những bạn nào mà không có rõ vấn đề đó thì có thể là nắm được cái tình hình tổng quát và chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái phương diện liên quan tới kinh tế và tài chính. Thì trước hết các bạn thấy được đó, đây là cái Google Map và đây là nước Nga các bạn nhìn thấy trên màn hình Và bên dưới này đó các bạn thấy được đây chính là nước Ukraine Thì đây là một nước mà giáp với lại biên giới của nước Nga Và chúng ta thấy được là bây giờ đó thì nước Nga đã quy động một số lực lượng đó coi như là đã nằm sẵn ở trên cái đường biên giới này giữa Ukraine và nước Nga Đó chính là điều mà nhiều người đang nói tới hiện bây giờ ở trên những cái bài báo Và chúng ta thì là nước Ukraine là một nước đó mà nằm ở phương đông của châu Âu Châu Âu thì các bạn thấy là có những quốc gia lớn như nhiều bạn cũng đã biết Đó chính là nước Đen, nước Pháp, nước Đức, nước Ý Và một số quốc gia khác Và bên trên này là United Kingdom Như là nước Anh Thì các bạn thấy được là đây là một nước Mà cũng nằm trong cái khối châu Âu Và giáp với lại nước Nga hiện bây giờ Thì vấn đề ở đây đó là vấn đề liên quan tới Một cái khối nó gọi là cái tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương hay còn gọi là nato viết tắt cho north atlantic treaty organization thì đây là một cái đơn vị hiểu đơn giản đó là những quốc gia mà tham gia vào cái đơn vị này thì là những quốc gia đồng minh và họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau về cái phương diện quân sự để mà chống lại ngoại xâm vâng vâng cho nên á, cái vấn đề mà chúng ta thấy là nước nga đang lo lắng hiện bây giờ là nếu như mà ukraine đó thực sự là trở thành một nước trong cái khối này đồ này và trong khối NATO này đó là chúng ta sẽ thấy là có những quốc gia lớn như mà nhiều bạn cũng đã biết như là nước uh, anh nước mỹ nước belgium canada denmark nước uh, pháp nước ý iceland vân vân và có những nước khác như là hungary czech republic Poland cái bạn hiểu rất nhiều những quốc gia tổng cộng là 30 quốc gia nằm trong cái khối NATO này 27 quốc gia đó là nằm ở chỗ uh, châu Âu Còn hai quốc gia khác đó trong cái khối NATO là nằm ở Bắc Mỹ Và chúng ta còn một quốc gia khác nữa Thì chúng ta đã thấy đó là cái vấn đề đây là nước Nga Lo sợ nếu như mà ukraine trở thành một trong những cái quốc gia đồng minh với lại nato thì nato có thể là dẫn quân đến và coi như sẽ sát biên giới giữa nước nga và châu âu thì đây là điều mà nước nga không có muốn thấy xảy ra đó là tóm tắt lại cho nên mới có cái vấn đề hiện bây giờ thì cái giải quyết đơn giản nhất đó đối với thuận thì có thể là thuận quá ngây thơ nhưng mà để quyết nạn nhất đó là nếu chúng ta muốn chiến tranh không xảy ra đó thì phải có một cái sự đảm bảo là Ukraine sẽ không có là thành viên đồng minh của khối NATO. Chuyện này chúng ta chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy được đây là cái vấn đề dẫn đến cái sự căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia. Thì thông tin mà chúng ta nhận được đó là tối ngày hôm qua, đó chính là sáng nay là có nghĩa là đã xong rồi. Thì tổng thống Joe Biden ở Hoa Kỳ đó sẽ trực tiếp nói chuyện với lại bên nước nga, đó chính là với tổng thống vladimir putin thì putin thật ra muốn cái cuộc họp này đó xảy ra vào ngày thứ hai nghĩa là hai ngày nữa nhưng mà hoa kỳ cho là có thể quá trễ cho nên đã hẹn nói hồi sáng này và cuối cùng theo thông tin thì cuộc họp đã xảy ra và hai bên đã nói chuyện là hơn một tiếng đồng hồ Tuy nhiên, cho đến thời điểm bây giờ chúng ta vẫn chưa có nghe được bất cứ cái tin tức nào đến từ hai cái cuộc nói chuyện này là họ đã nói những gì. Có phải là có những cái hứa hẹn liên quan đến là Ukraine sẽ không có uh, trở thành đồng minh của NATO hay là nước Nga sẽ hứa hẹn là không tấn công hay là hai bên chỉ hỏi thăm với nhau coi là cuối tuần này đi ăn gì cho vui. Chúng ta cũng không biết. Tại vì tất cả đều đang được bảo mật hiện bây giờ cái mà chúng ta biết đó là sau đó thì chúng ta đã thấy được là ở bên Pentagon đó hay nhiều bạn gọi là ngũ giác đài đã ra thông tin đó là kêu gọi những quân nhân Hoa Kỳ đang ở Ukraine đó rời khỏi Ukraine và sẽ đóng binh ở những cái nước Châu Âu và những cái nhân sự ở lãnh sự quán ở nước Ukraine đó thì sẽ giảm nhân sự cho đến cái mức thấp nhất có thể thì đây là cái hành động mà đã xảy ra sau cuộc họp giữa Tổng thống Biden và vladimir putin chúng ta chỉ biết nhiều bây giờ đó mà thôi thì điều này có nghĩa là gì chúng ta thật sự bây giờ cũng không có rõ đâu các bạn và chúng ta thấy được là ít ra khi mà chúng ta nhìn vào tình hình của crypto đó tại bây giờ chúng ta chỉ có thị trường crypto đang mở cửa mà thôi thì chúng ta cũng không có cái thấy cái sự dao động về cái phương diện giá cả thường nghĩ là phần lớn mọi người cũng chưa có biết thông tin nào hết cho nên mọi người bây giờ là có thể là nằm yên chờ thông tin nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi. Ngay trên cái ví Coin98 đó các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tại cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98. Nhưng mà cho dù sao đi nữa đó, tôi muốn chia sẻ một cái điều với các bạn là nhiều bạn hỏi thường đó là khi mà chiến tranh xảy ra, nếu như điều đó xảy ra đó thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với lại thị trường tài chính cũng như là có ảnh hưởng như thế nào đối với lại tiền kỹ thuật số. Thì điều mà các bạn nên hiểu đây đó là thật ra không ai biết được là sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với lại crypto đâu. Tại vì từ khi mà crypto ra tới bây giờ đó, chúng ta thấy được là Bitcoin đã 13 năm. Nhưng mà trong 13 năm đó đó, trên thực tế là Bitcoin trong cái khoảng thời gian mà đã ra đời thì chưa bao giờ chứng kiến một cuộc khủng hoảng kinh tế nào chứ được nói tới là chứng kiến à, một cái sự kiện chính trị lớn nào cho nên chúng ta thật sự cũng không có rõ đâu chúng ta đã thấy có một số những cái sự kiện chính trị trước đây liên quan đến là à, chúng ta đã nhớ là ám sát tướng của Iran trước đây thường nhớ là hai năm hay gì đó năm 2020 thì lúc đó chúng ta cũng thấy là cái sự phản ứng của crypto là tốt nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đây đây chúng ta nhìn vào cái tình hình dài hạn hơn tại vì đó chỉ là một trong những cái sự kiện à, nhỏ mà thôi chúng ta nhìn vào cái khoảng thời gian dài hơn thì chúng ta có thể thấy cái sự ảnh hưởng đối với lại thị trường chứng khoán và chúng ta sẽ nhìn vào chỉ số S&P 500 thì đây là cái thống kê thống kê này ra là đến từ Investopedia thì các bạn thấy được là thống kê những cái sự kiện từ những năm như là 1941 cho đến bây giờ từ cái sự kiện tấn công đảo Pearl Harbor dẫn đến kết thúc đại chiến thứ hai đó mãi cho tới bây giờ là trên màn hình các bạn đó đây là những cái sự kiện chính trị và những gì chính trị này trong chúng ta thấy được những gì? Khi mà có một cái sự kiện chính trị xảy ra đó từ năm 41 cho đến à, bây giờ thì mấy chục năm qua cái chúng ta thấy đó là thị trường chứng khoán S&P của Hoa Kỳ xảy ra những gì thì tổng cộng đó là thị trường sẽ giảm trung bình là 5% mà thôi chứ không có nhiều như nào mọi người nghĩ. Đương nhiên tùy theo trường hợp các bạn thấy được là có những lúc như là cái uh, tình hình lúc mà Iraq tấn công vào Kuwait thì lúc đó đó là chỉ số S&P 500 có thể xuống tới 16,9%. Nhưng mà có nhiều lúc khác đó thì uh, cái sự kiện hầu như là không có ảnh hưởng đến chứng khoán. Nhưng mà nói chung đó, thì trong vòng mấy chục năm qua, mỗi lần mà có sự kiện chính trị lớn thì tổng cái số phần trăm đi xuống của chỉ số S&P là khoảng 5% mà thôi chứ không có nhiều như là nhiều người nghĩ và tốn khoảng chừng là 22 ngày, có nghĩa là 22 ngày trung bình sau khi sự kiện xảy ra thì trong vòng 3 tuần là sẽ thấy đấy và sau đó đó là sẽ tốn khoảng chừng là 47 ngày trung bình như là khoảng chừng là một tháng rưỡi để mà hồi phục trở lại thật ra mà nói là cũng không có lâu như là nhiều người nghĩ có nghĩa là mỗi lần những sự kiện này xảy ra thì xuống khoảng chừng 5 phần trăm trong vòng khoảng chừng 3 tuần sau đó hồi phục lại một tháng rưỡi đó chính là tính trung bình trong vòng mấy chục năm qua từ năm 41 cho tới bây giờ thì một cái thống kê nữa đây là cái tài liệu được chia sẻ đó bởi Enterprising Investor thì chúng ta thấy được là bên dưới này đó, thống kê này thì cũng tương tự mà thôi. Nhưng mà thống kê này không phải là tính theo sự kiện mà tính theo chiến tranh. Thì đây là cái những sự kiện từ những năm 1926 cho đến năm 2013 thì chúng ta có những cái chiến tranh lớn như là chiến tranh uh, Gulf War đương nhiên chiến tranh Việt Nam chúng ta có chiến tranh Hàn Quốc và có đế chiến thứ hai thì cái các bạn nhìn thấy trên màn hình đó chúng ta sẽ quan tâm đến những cái cổ phiếu nhỏ thôi những cổ phiếu mà có vốn hóa nhỏ tại vì đó nó hợp lý hơn đối với thị trường crypto tại vì trên crypto phần lớn những cái dự án đó vốn hóa rất là nhỏ thì chúng ta thấy là những cái cuộc chiến tranh trước đây đó bốn cuộc chiến tranh lớn này thì phần đông đó chúng ta thấy là chiến tranh thế giới thứ hai đi thì từ khi mà chiến tranh xảy ra cho đến kết thúc đó thì trong khoảng thời gian đó các bạn thấy được là những cái cổ phiếu mà có vốn hóa nhỏ đó thì xuống trung bình là khoảng 21% nhưng mà kết thúc đó vẫn tăng 32%. Các bạn thấy được là về cái chiến tranh của Hàn Quốc thì chúng ta hay được giữa Mỹ và Hàn Quốc đó thì những cổ phiếu có vốn hóa nhỏ đó là xuống trung bình là khoảng trăm nhưng mà kết thúc là tăng 15,4%. Chiến tranh Việt Nam đó thì xuống sâu hơn các bạn thấy được là xuống khoảng chừng là 21,1% nhưng mà trung bình đã kết thúc những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ của Hoa Kỳ vẫn tăng 7,3% và các bạn thấy được là chỉ có một cuộc chiến duy nhất thôi đó chính là Gulf War. Thường nhớ Gulf War là năm 1990 đến 91 đó. Đây là cái cuộc chiến tranh liên quan tới Iraq thời điểm đó thì lúc đó đó thì lúc chiến tranh xảy ra đó cái sự đi xuống giá của những cái cổ phiếu có thể là xuống tới 27.5 phần trăm và kết thúc đó là duy nhất chỉ có một cuộc chiến này là kết thúc là những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ đó là giảm 1.2 phần trăm coi như là cũng đi hàng ngang tại vì giảm 1.2 phần trăm cũng không có nhiều nhưng mà đây là những cổ phiếu nhỏ các bạn có thể nhìn vào cái cột này cái cột bên tay trái đó là những cổ phiếu lớn thì những cổ phiếu lớn cho thấy được là cả bốn cái cuộc chiến tranh này tới lúc kết thúc thì những cái cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ ra những công ty lớn thì vẫn kết thúc là màu xanh tăng trưởng là từ 6,4% cho đến 18,7% thì những gì mình thường muốn chia sẻ của bạn đó có nghĩa là gì có nghĩa là nhiều người bây giờ lo sợ đó đó chính là cái tâm lý của những nhà đầu tư mà thôi chứ nếu như mà chúng ta bình tĩnh hơn nhìn vào những cái lịch sử đó thì những dữ liệu lịch sử vẫn cho chúng ta thấy được là những cái sự kiện này đương nhiên không ai muốn xảy ra nhưng mà khi mà những cái sự kiện chính trị này xảy ra đó thì trên thực tế cái phần trăm đi xuống của thị trường chứng khoán nó cũng không có nhiều như mọi người nghĩ đâu chỉ đi xuống uh, một cái khoảng khoảng chừng 5 cho đến 10% mà thôi nhưng mà sau đó hồi phục lại cũng rất là nhanh chóng. Còn về crypto thì sao? Nếu như mà các bạn tin tưởng đó là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ chỉ cần là ổn thì crypto cũng sẽ ổn thì nếu như vậy thì các bạn cũng không cần phải lo lắng dữ lắm đâu. Và các bạn thấy được là một điều khác nữa là nhiều bạn nói là Bitcoin xuống dữ quá nhưng mà có thể là các bạn đã quên Bitcoin đó ở mức là khoảng chừng 42 43 000 hiện tại đó thì vẫn tăng 14% so với cách đây 2 tuần. Lúc đó giá của BTC chỉ ở mức là khoảng 38 000 mà thôi. Trước khi mà chúng ta nghe những thông tin như là Nga có thể tấn công Ukraine và Fed mở cuộc họp khẩn cấp thứ hai tuần sau. Thật ra đó thì có phải là nước Nga sẽ tấn công Ukraine hay không thì thường nghĩ là không ai biết được đâu ngoại trừ à, là một số người mà trong cuộc họ mới biết mà thôi. Chúng ta chỉ có thể là đứng ở ngoài đón mò và chúng ta chỉ có thể là tiếp tục nghe ngóng và theo dõi một số những thông tin mà thôi và thường sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin với các bạn à, để các bạn có cái sự chuẩn bị về cái phương diện đầu tư. Và các bạn thấy được là cả thế giới đó đều nghĩ là Nga sẽ tấn công Ukraine ngoài trừ Nga và Ukraine tại vì các bạn thấy là À, chúng ta nghe nói từ những cái thông tin đến từ Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ nói là có những cái thông tin tình báo là khiến cho Hoa Kỳ có cái phần trăm tin tưởng lớn hơn là Nga sẽ tấn công Ukraine trong khi Nga thì lại nói là họ hoàn toàn không có ý định tấn công Ukraine. Các bạn tin ai thì các bạn hãy comment ở bên dưới đương nhiên chúng ta không hy vọng là có một cuộc chiến tranh xảy ra chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thông tin mà thôi như bạn nói là đây chỉ là một cái chiêu trò để đánh đạt hướng mọi người mà thôi tại vì ở hoa kỳ đó chúng ta thấy là có một số những cái vấn đề liên quan đến uh, tài chính lạm phát kinh tế thì có thể là đây là một cái chiêu trò để làm cho người ta phân tâm về vấn đề giữa nga và ukraine hay là đây chỉ là một trong những chiêu trò để có thể là đẩy giá một số hàng hóa lên như là dầu hỏa vân vân và đối với nhiều người đó thì nga là một đồng minh của trung quốc và bây giờ đang có thế vận hội diễn ra ở thuận hiệu là ở bắc kinh á, thì đương nhiên nếu như mà chiến tranh xảy ra mọi người phải bỏ chạy và họ không muốn tiếp tục ở Trung Quốc nữa thì cũng không có lợi cho Trung Quốc đâu. Đây là những điều mà được đang nói tới bây giờ. Đó chỉ là những cái giả thuyết mà thôi. Các bạn nghĩ như thế nào các bạn hãy comment ở bên dưới thuần thì chỉ quan tâm về cái phương diện tài chính. Nói tới đây đó thì cái vấn đề mà nhiều bạn hỏi thuần đó có phải là chúng ta sắp sửa thấy một cuộc họp của Fed sẽ diễn ra khẩn cấp vào thứ hai nghĩa là hai ngày nữa hay không? Thì câu trả lời đúng là như vậy. Các bạn thấy được là trên màn hình đó đây là cái lịch họp của Fed Federal Open Market Committee thì chúng ta thấy được là cái đợt họp vừa rồi đó là ngày 25 tới ngày 26 tây tháng 1, đợt họp kế tiếp đó là ngày 15 tới ngày 16 tây tháng 3. Nhưng mà chúng ta lại thấy có một thông tin đó là sẽ có một cái cuộc họp đóng, có nghĩa là cuộc họp này là cuộc họp mà họ sẽ không có chia sẻ thông tin và sẽ là diễn ra vào ngày 14 tây tháng 2 nghĩa là ngày Valentine à, nghĩa là cách đây hai ngày nữa đó ngày thứ hai tuần tới này sẽ bắt đầu họp và sẽ diễn ra vào ngày 11 giờ sáng thì có thể là nhiều bạn hỏi thường là chúng ta có biết thông tin hay là không thực ra mà nói đó có nhiều bạn lo lắng nhưng mà đây là cuộc họp đóng có nghĩa là sẽ không có phải như là cuộc họp hàng tháng mà chúng ta thấy là sau đi họp rồi đưa ra thông tin đây là một cuộc họp mà chúng ta sẽ không biết thông tin họ sẽ họp xong và có thể là không có bất cứ thông tin nào được chia sẻ cái đó là quyền của Fed mà thôi cho nên có thể là chúng ta hoàn toàn sẽ không biết được bất cứ một thông tin nào cho đến khi họ họp ngày 15 và 16 tây tháng 3, lúc đó chúng ta mới biết thêm thông tin mà thôi thì dựa theo những gì mà chúng ta thấy đó là cuộc họp này cũng sẽ xoay quanh những cái đề tài liên quan đến lãi suất. tôi nghĩ là như vậy nhưng mà có phải họ sẽ quyết định hay không chúng ta sẽ không biết Fed có đưa quyết định để mà tăng lãi suất sớm hơn hay là không thì chúng ta cũng không biết nhưng mà đối với thuận thường tha là Fed nhanh chóng tăng lãi suất tại vì tôi nghĩ là cái sự lo lắng đó không phải đến từ việc là Fed tăng lãi suất mà sự lo lắng đó là đến từ nhiều người không biết Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu cho nên khi mà điều đó xảy ra rồi thì nghĩ là thị trường sẽ từ đó sẽ có cách để mà ứng phó còn hơn bây giờ đó tất cả mọi người đều đón mò khiến cho giá cả dao động hàng ngày và cuộc họp này đó gọi là cuộc họp khẩn cấp thì cũng là đúng nhưng mà thật ra mà nói các bạn thấy được là những cái cuộc họp như vậy đã xảy ra cũng rất là thường ở chứ không phải là hiếm đâu Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào lịch trình hồi tháng 1 đó Thì chúng ta thấy được là ít nhất đã có 3 lần hợp tương tự như vậy rồi Tháng 12 các bạn thấy đã có 2 lần hợp giống như vậy Tháng 11 cũng có 3 lần hợp giống như vậy Cho nên những cuộc hợp này đó tuy là gọi là cuộc hợp khẩn cấp Nhưng mà cũng không có phải là hiếm như mọi người nghĩ đâu Cho nên cái mà thường muốn nói đây là nếu các bạn lo lắng thì khoan hãy lo lắng tại vì cuộc họp sẽ diễn ra và thực ra các bạn lo lắng thì cũng vô dụng mà thôi tại vì chúng ta cũng sẽ không biết thông tin cho đến khi nào mà có thông tin được chia sẻ và có thể chúng ta sẽ không biết cho đến tháng sau cho nên chúng ta chỉ tiếp tục chờ đợi mà thôi đây cũng không phải là một cái thông tin mà thường nghĩ là chúng ta cần quá lo lắng hiện bây giờ tại vì chúng ta không biết những chi tiết ngoài chi đi ra đó thường có thể cập nhật với các bạn là trong một cái lời phát biểu của công ty uber thì công ty uber đó nói là họ sẽ chấp nhận crypto trong tương lai chứ không phải là bây giờ chấp nhận nghĩa là chấp nhận à, dùng làm phương tiện thanh toán để mà khi các bạn sử dụng uber đó thì à, tiara horosahi là uber ceo đó thì nói là chúng tôi luôn bàn về việc này nghĩa là việc chấp nhận crypto đó nhưng mà chỉ khi nào mà phí thấp hơn và trở nên thân thiện hơn với môi trường đó thì tôi nghĩ bạn thấy chúng tôi sẽ hướng về crypto hơn nghĩa là họ vẫn chưa chấp nhận hiện bây giờ nhưng mà hoàn toàn là có khả năng họ sẽ chấp nhận họ chỉ muốn là phí thấp hơn và trở nên thân thiện hơn với môi trường thì nếu như muốn điều này xảy ra đó thì tôi nghĩ là họ phải có cái sự chấp nhận liên quan tới mạng lưới tầng hai là lay network tại vì lay network là mạng lưới mà phí thấp hơn và không phải bất cứ một cái giao dịch nào cần phải giải quyết ngay lập tức cho nên nó sẽ là một cái giải pháp tốt hơn đối với những công ty kế tiếp thì chúng ta lại nghe nói thêm tới một ngân hàng trung ương đó chính là ngân hàng trung ương của quốc gia Hungary thì uh, các bạn thấy được là thống đốc đó ở ngân hàng trung ương quốc gia của Hungary nói là ông ta đang thúc đẩy cái việc cấm đào và trading crypto trong liên minh châu Âu thì các bạn có lo lắng hay là không thực ra mà nói là chúng ta đã nói tới rất nhiều những cái quốc gia mà đã từng đưa ra những cái lời nói như vậy chúng ta nói tới là nước À, nghe gần đây chúng ta nói tới ấn độ cũng có những cái lời phát biểu như vậy nhưng mà cuối cùng cái mà chúng ta biết được là thứ nhất đây chỉ là cái suy nghĩ của thống đốc ngân hàng của chúng mương mà thôi và đây không phải là đơn vị lập pháp của một quốc gia cho nên những gì mà thống đốc muốn thì không hẳn là làm được về mặt pháp lý và chúng ta nói tới hungary hungary là một cái nước mà ở trong liên minh châu âu chứ không phải là nước mà phát biểu cho toàn châu âu chúng ta chưa bao giờ nghe nói tới là ngân hàng trung ương châu âu có quyết định là cấm crypto hiện bây giờ còn về on chain đó thì cuối tuần này cũng khá là im lặng thật ra mà nói thùng mới nhìn những cái chỉ số thông thường như là những chỉ số đòn bẩy uh, funding rate thì cũng như là thường lệ chúng ta được là vẫn tiếp tục đi hàng ngang không có dấu hiệu là có thêm những định đòn bẩy xuất hiện và các bạn thấy là trên màn hình đó, thì đây là cái tài liệu bitcoin nạp vào rút ra tính theo giờ thì đây là tài liệu từ ngày hôm qua tới bây giờ ngoại trừ có một giờ duy nhất ngày hôm qua đó chúng ta thấy được có một số lượng Bitcoin đẩy lên à, nhưng mà sau đó thì đã im lặng trở lại thật ra mà nói là trong vòng 24 giờ qua đó mỗi thanh này là một giờ thì các bạn thấy được những thanh này nó rất là nhỏ có nghĩa là không có nhiều động tĩnh on chain liên quan tới nạp vào và rút ra và đây là những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay hy vọng là các bạn có một cây cuối tuần vui vẻ và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nepex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những bên nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US Những bên nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto coin ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn